Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Ba con giáp gánh lộc về nhà, tiền đếm hoài không hết nửa cuối tháng 7. Nửa tháng 7 sắp tới chính là thời khắc vàng cho việc kiếm tiền của những con giáp này. Vận may tài lộc tới tấp, họ tha hồ gánh lộc về nhà, tiền đếm hoài không hết. Hãy cùng Lịch Nghề Tốt điểm danh ngay sau đây. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Người tuổi Dần, đa số người cầm tinh con hổ đã có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với những công việc nhiều áp lực, chuyện kiếm tiền khó khăn trong thời kỳ đại dịch đang hoành hành. Điều đó khiến họ có đôi phần nản chí, phiền não, thậm chí là có cả sự thất vọng. Tuy nhiên, tuổi Dần có thể dừng lại những lo lắng căng thẳng đó được rồi, bởi bạn sẽ nhanh chóng lấy lại sự lạc quan, phong thái làm việc hăng hái của mình kể từ nửa cuối tháng 7 này. Cơ hội làm việc, kiếm tiền làm giàu dành cho bạn đã mở rộng ra và cũng từ đó bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Theo đó, việc thăng tiến hay tăng thu nhập là điều hiển nhiên sẽ diễn ra trong tương lai rất gần, tuổi Dần hoàn toàn có thể tin tưởng vào điều đó. Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của người tuổi Dần sau 3 tháng ngày ấp ủ các dự định hay kế hoạch nào đó về kinh doanh hay đầu tư. Có vẻ như bạn đã tìm đúng cách để gà đẻ trứng vàng cho mình rồi đó. Chỉ cần hạ quyết tâm và theo đuổi mục tiêu đến cùng, đảm bảo các vấn đề khó khăn về tài chính của bạn sẽ được tháo gỡ nhanh chóng. Thậm chí, nửa cuối tháng 7 này, bản mệnh kiếm được mối hời lớn, tha hồ gánh lộc về nhà. Người tuổi Mùi. Tuổi Mùi là cái tên thứ hai được xướng lên trong danh sách những con giáp phát tài nửa cuối tháng 7 này. Vì sao ư? Có hai lý giải rất phù hợp cho những thay đổi bất ngờ này. Thứ nhất, tuổi Mùi sẽ được quý nhân tương trợ. Lúc cảm thấy mệt mỏi, chán nản và muốn bỏ cuộc thì người ấy sẽ xuất hiện, mang theo nguồn năng lượng tích cực để lan tỏa cho bạn, giúp bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nói một cách khác, vận khí của bản mệnh đang chuyển biến tích cực, cứ như thể được âm dương phù trợ. Tuổi Mùi sẽ nhận thấy dạo gần đây mình liên tục gặp may mắn, nhất là các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Thứ hai, không chỉ dừng lại ở may mắn đâu, để có được những thành quả như hôm nay, người tuổi Mùi cũng đã nỗ lực rất nhiều. Bạn không những nỗ lực làm việc mà còn nỗ lực giúp mọi người xung quanh tự tích thêm phước báo cho chính mình. Theo đó, công việc ngày càng tiến triển thuận lợi, có thể ký kết hợp đồng lớn. Các khó khăn về tài chính dần được giải quyết, nguồn thu cứ thế tăng lên không ngừng. Tuổi Mùi tha hồ hút bạc trong thời điểm cuối tháng 7 này. Người tuổi Tuất. Xem tử vi cho thấy, thời gian nửa cuối tháng 7 này, công việc của người tuổi Tuất bỗng suôn sẻ hơn rất nhiều, đặc biệt là người làm kinh doanh buôn bán hay đầu tư. Theo đó, bản mệnh nhận được vận may trời cho, có người mang đến món làm ăn hời giúp bạn thu về những khoản lợi nhuận giá trị. Cũng tính từ thời điểm cuối tháng 7 dương lịch này, người tuổi Tuất có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình. Muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư, chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới được như ý. Với người tuổi Tuất làm công ăn lương, thời gian này bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ đồng nghiệp và cấp trên, làm việc gì cũng đạt được mục tiêu đề ra, do vậy đề xuất tăng lương sớm muộn gì cũng sẽ được chấp thuận. Ngoài công việc chính, nếu sắp xếp được thời gian, tuổi Tuất có thể tìm hiểu cách quản lý tài chính hay đầu tư để nâng cao thêm thu nhập. Dù đang ở tuổi nào đi nữa, việc bắt tay hành động ngay từ hôm nay đều không phải là quá sớm hay quá muộn, bạn cần như nhớ kỹ điều này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Nghề Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.